Patria AMVXP sức mạnh và độ tin cậy vượt trội trong lĩnh vực xe bọc thép. Trong một thế giới đầy biến động và nguy cơ an ninh, nhu cầu về các phương tiện quân sự hiện đại, linh hoạt và bảo vệ cao ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Patria, một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại xe bọc thép, đã tiên phong trong việc phát triển một sản phẩm vô cùng đặc biệt, Patria AMVXP. Giới thiệu chung về Patria AMVXP. Patria AMVXP không chỉ là một chiếc xe bọc thép thông thường mà còn là biểu tượng cho sự tiên tiến và sáng tạo trong ngành công nghiệp quốc phòng. Với cấu hình bánh lốp 8x8, nó đem lại sức mạnh, độ linh hoạt và bảo vệ vượt trội. Được thiết kế và sản xuất bởi nhà thầu quốc phòng Patria của Phần Lan, AMVXP là phiên bản mới nhất của dòng xe mô đun bọc thép đa năng AMV Patria 8x8. Khả năng bảo vệ tối ưu. Một trong những điểm mạnh nổi bật của Patria AMVXP chính là khả năng bảo vệ tối ưu mà nó mang lại. Với lớp giáp bảo vệ đạt chuẩn cấp K5 và STANAG 4569 cấp 4A4B, chiếc xe này có thể đối phó với hầu hết các loại vũ khí hiện đại, từ đạn đạo đến các vũ khí hóa học và sinh học. Sức mạnh hỏa lực và linh hoạt trang bị vũ khí. Bên cạnh khả năng bảo vệ, AMVXP còn là một hệ thống vũ trang mạnh mẽ. Với khả năng chịu sức công phá của 10kg thuốc nổ tình nguyện trẻ, chống đạn xuyên giáp 30mm và thậm chí cả súng chống tăng B-41, nó có thể đối đầu với bất kỳ thách thức nào trên chiến trường. Điều đặc biệt là xe có cấu trúc mô đun, cho phép tùy chọn trang bị các loại vũ khí từ hạng nhẹ đến hạng nặng như pháo bắn thẳng 120mm, súng cối Patria Nemo 120mm và hệ thống tên lửa chống tăng hoặc phòng không. Hiệu suất và linh hoạt vận hành. Patria AMVXP không chỉ mạnh mẽ và linh hoạt trong chiến đấu mà còn vô cùng hiệu quả trong vận hành. Với động cơ 6 xi lanh, công suất 450kW, kết hợp hộp số tự động 7 số tiến và 2 số lùi, AMVXP có thể đạt vận tốc tối đa 100km/h trên đường trường và lội nước với vận tốc 10km/h. Công nghệ tiên tiến và quản lý dữ liệu. Ngoài ra, AMVXP còn được trang bị hệ thống điều khiển và dữ liệu hoàn toàn số hóa, giúp nó hoạt động một cách chính xác và hiệu quả ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Với nhiều biến thể, xe có khả năng hoạt động ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt như sa mạc và Bắc Cực. Tóm lại, Patria AMVXP không chỉ là một chiếc xe bọc thép thông thường, mà còn là biểu tượng cho sự tiên tiến và sáng tạo,